bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em trong buổi sáng hôm nay. Hiện tại là em đang đứng tại quầy heo quay của chị Mai buổi sáng nha cô chú anh chị và các bạn. Thời gian bán của chị Mai là từ 6:30 đến 18:00 hàng ngày. Giá heo quay là 320, địa chỉ chúng ta đó là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video, nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em. Là đùi, đùi là 300k một ký. Lily vừa đang chặt đùi á. Chào chị Nga nha. À, chú ngày nào cũng đi mua bánh mì á, đạp xe đạp ra đi chợ ghé mua luôn. Ăn bánh mì mà ghiền mà, ăn bánh mì heo quay mà ghiền. À. Bên kia bông nè, bà con bán bông rất là nhiều luôn quý ông bà cô chú, đẹp lắm. Bông à. Chào công ty nha. Đang qua gặp em. Ừ. Rồi, bữa nào, bữa nào nha.
thấy hồn, thấy hồn li li. Sao là thứ bảy chủ nhật chiều cũng được chị nha ngon. Chị Tâm làm diễn viên thể hiện gương mặt cười hả? Bốn chục cái này là nằm nha, lấy nè, phải con lấy nè cho ba rồi nè, bốn chục thôi chú, thôi đến nhờ giùm cái tiếp tục li li chặt theo quay bánh mì nha quý bà cô chú anh chị và các bạn. Ông bà cô chú anh chị và các bạn chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Anh nhìn trong hình sao rồi anh nhìn li li thử có đúng hay không kìa. Máy rồi máy gì? Dạ. Con gái quay thôi. Sony anh. Con gái quay ơi. Dạ. Anh biết không? Thấy rồi thì. Chặt luôn anh. Lấy bỏ cái xương với chết trước giùm không? Bỏ cái là góc cái xương phía trước bỏ giùm á. Dạ lóc lấy thịt coi đúng không? Ờ đúng rồi. Cái móng thì chịu rồi đó, lấy đầu thôi đặt xương. Có nhà hai ổ mình thịt không lấy hành ngồi chưa đâu. Dạ. Anh cách mua cái giò heo em có đúng không chú? Quay xong rồi đó có mua giò heo không? Dạ. Quay không? Không anh. Làm gì có tiền mua heo quay? Quay ta coi có tiền rồi. Dạ. Không, người ta coi không có tiền. Đâu có bên tôi trước trả mà. Dạ. Nên là coi quay video cho cô chú anh chị và các bạn giải trí thôi. Mỗi ngày đi làm việc mệt nhọc á. Với lại nữa là thèm heo quay là chạy ra mua heo quay hả? Dạ. Rồi, bao mươi lớp hả? Rồi, khỏi. Qua bên này không? Cha qua lấy em con rồi chú. Quý ông bà cô chú anh chị và các bạn thương em mà xem quảng cáo giúp em nha. Đừng có thấy quảng cáo là tắt em nha. Uổng. Dạ. Tiền vô không? Đăng ký dạy chụp trai được không? Dạ. Quảng cáo mà. Anh đã nói li li rung tay đó. Dạ. Thu tiếng, đang thu tiếng mà. Không có tách. Dạ. 15 có tách tiền. Em chương trình thực tế mà. Dạ. Có bữa li li bằng quay có bữa li li xấu lắm cũng quay luôn. Nên là có nhiều cái tình huống. Dạ, có nhiều tình huống. Chặt vỏ lấy 200 đồng.
anh trai vui tính quá, anh trai hỏi kìa. Chị Tâm bữa nay làm diễn viên hay sao mà tự nhiên bữa nay thể hiện làm đủ khuôn mặt cười kìa chị Tâm. Rồi cảm ơn anh trai nha. Dạ. 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 Về mở. Dạ, về mở Cuộc Sống Sài Gòn TV. Dạ, là thấy anh liền à. Cuộc Sống Sài Gòn TV. Dạ. Bánh mì rất là nhộn nhịp luôn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Ra đấy 20 hả? 20 hả? 20 hay 15? Đó. Đó vô luôn. Lily làm bánh mì không kịp luôn nè. Làm ra ổ nào là hết của nấy. Tháng này là giờ này là giỏ bánh mì thứ hai nha ông bà cô chú. Đó. Bên kia là chị Nga hàng xóm. Dễ thương. Mấy chị em dễ thương lắm. Lâu lâu cà khịa với nhau, chọc với nhau, vui lắm. Mà thấy đi ăn lẩu không có đủ đi ăn lẩu. À, đi ăn lẩu là đi ăn mình. Chị Tâm thể hiện khuôn mặt cười từ nãy nhiều biểu cảm thử chị Tâm. Nhìn hoài vậy. À, bữa nay cho chị một clip đặc biệt đi. Bất ngờ chị Tâm đi học lớp diễn viên về diễn cho Lily với chị Nga xem. Không chửi lường có. Bữa nay không dùng từ chửi nữa nha, bỏ qua hết nha. Ai chửi hân hỉ rồi, cuối năm rồi. nhiều lúc ba chị em hiểu nhau nên là lâu lâu mấy chị em khịa nhau. Ông bà cô chú xem cứ tưởng là Lily sai dẹt. Lâu lâu khịa nhau mấy chị em tự hiểu nhau đúng không Lily? Ai nghĩ gì nghĩ à? Dạ. 4kg kìa, 4kg, 4kg là kết thúc video. Đây mà 2 ổ 20. Dạ. Mình đoán sai nha.
này sóng gió là sao quá chứ. Dạ cảm ơn quý ông bà cô chú. Đơn Lily làm bị liệu. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nha, trong đã xem video. Hẹn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video mới nhất của em về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Bye bye, nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.